Một thiết kế cực kỳ lý tưởng cho những buổi gặp mặt đầu năm đúng không nào? Ngày hôm nay thì Trang sẽ giới thiệu đến cho tất cả các chị em một trong những thiết kế đầy cảm hứng, bởi vì em tin rằng là nền họa tiết độc lạ cũng như sự kết hợp hài hòa giữa những gam màu sắc kinh điển của chiếc đầm này sẽ có thể thu hút các chị em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng đi nhìn ngắm phần thân trên của chúng ta. Phần thân trên được thiết kế khá là thoáng với một dáng cổ vuông cơ bản, cũng như là sẽ được pha phối và tạo hình thêm với cả một bông hoa rất là xinh. Đây là một điểm nhấn nhẹ nhàng nhưng đã làm cho tổng thể của chiếc váy trở nên thu hút hơn và không bị đơn điệu nhàm chán. Hầu hết thì những thiết kế của Melia sẽ luôn luôn muốn gửi gắm cho khách hàng, đấy chính là muốn làm cho khách hàng trở nên tự tin hơn, bởi vì thế mà những chi tiết ở trên chiếc đầm này cũng sẽ có thể giúp cho các chị che giấu khuyết điểm phần bắp tay rất là tốt. Điển hình sẽ là một phần bồng hoàn hảo ở phần vai, và ở phía dưới thì cũng vậy. Đây là một phần tùng xòe mà Trang đánh giá về độ cứng cáp của form dáng thì quả là hoàn hảo luôn. Điểm đặt eo của chúng ta rất là cao, và với dòng chất liệu vải taffeta cao cấp thì Trang nghĩ rằng là nó luôn luôn trở thành quán quân và là số 1 trong lòng của chị em rồi. Vậy thì còn chần chờ điều gì nữa nhỉ? Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ có thể trở thành nữ hoàng của những buổi tiệc cùng với thiết kế mới nhất đến từ Melia Luxury nhé. Ngay bây giờ thì chúng ta hãy dành chút thời gian của mình để có thể ghé cho em tất cả những địa chỉ showroom của Melia trên toàn quốc, hoặc là nếu như mà chúng mình không có thời gian, hãy giúp em Trang có thể đặt hàng online. Các chị yêu của Trang sẽ được toàn quyền kiểm tra hàng, và đặc biệt là bên em miễn phí ship toàn quốc đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.